Chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ được học trên Internet. Ở tiết trước thì chúng ta đã học bài 12, công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Chúng ta ôn lại nội dung bài cũ. Câu 1, sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt, làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, được gọi là A. Tình yêu, B. Tình bạn, C. Tình đồng đội, D. Tình đồng hương. Thì theo khái niệm tình yêu là sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Như vậy, phương án A là phương án trả lời đúng. Câu 2, biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính? A. Có tình cảm chân thật, quyến luyến. B. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân. C. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi. D. Có sự chân thành tin cậy từ hai phía. Thì đối với câu hỏi này, phương án A, phương án C, phương án D đều là biểu hiện của tình yêu chân chính. Chỉ có phương án B, lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân, không phải là tình yêu chân chính. Như vậy phương án B là câu trả lời đúng. Hôm trước chúng ta đã học bài 12, công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Hôm nay chúng ta học bài 13, công dân với cộng đồng. Bài này có các nội dung cơ bản sau. 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. Ý thứ nhất, nhân nghĩa. Ý thứ hai, hòa nhập. Ý thứ ba, hợp tác. Ở tiết học này chúng ta chỉ học phần 1, cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. Và mục 2, đó là phần nhân nghĩa. Còn ý hòa nhập và hợp tác thì tiết sau chúng ta sẽ nghiên cứu. Một nhỏ, cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. Chúng ta tìm hiểu khái niệm cộng đồng đi. Các em nêu những cái đặc điểm chung của các thành viên trong gia đình của lớp học. Điểm chung của các thành viên trong gia đình đó là sống chung một nhà, có quan hệ hôn nhân hoặc là quan hệ huyết thống, có cùng hưởng bầu không khí chung của gia đình, cùng có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Còn điểm chung của các thành viên của lớp học đó là phần lớn các em cùng độ tuổi, cùng ngôn ngữ, sống trên một cái địa bàn nhất định, cùng chung mục đích sống ở mục đích hoạt động, rèn luyện, học tập. Và gia đình và lớp học thì với những cái đặc điểm như vậy thì người ta gọi là cộng đồng. Vậy cộng đồng là gì? Chúng ta sang mục A nhỏ. Theo em, cộng đồng là gì? Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. Các em có thể nêu cho cô một số cộng đồng mà em biết. Có lẽ một số ví dụ sau. Cộng đồng dân cư, cộng đồng làng xã, cộng đồng lớp học, cộng đồng gia đình, cộng đồng các y bác sĩ ở bệnh viện. Theo các em, mỗi cá nhân có thể tham gia vào một hay nhiều cộng đồng. Thì mỗi cá nhân có thể tham gia một hoặc là nhiều cộng đồng. Có thể ví dụ, mình ở trong gia đình thì mình tham gia vào cộng đồng gia đình. Ở khu phố thì tham gia vào cộng đồng khu phố, cộng đồng làng xã. Ở lớp học thì chúng ta tham gia vào cộng đồng lớp học. Và ngoài ra chúng ta có thể tham gia vào các cộng đồng khác nữa, vâng. Khi sống trong cộng đồng thì mỗi cá nhân chịu trách nhiệm ảnh hưởng bởi cộng đồng, và đồng thời cộng đồng sẽ giúp con người hình thành nhân cách, giúp con người có cuộc sống tốt hơn. Vậy thì
Cộng đồng có vai trò như thế nào chúng ta sang một bé nhỏ? Vai trò của công dân, của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. Các em sống trong gia đình, thì gia đình đã tạo cho chúng ta những cái điều gì? Đó là gia đình lo cho chúng ta cơm ăn, áo mặc, chăm sóc sức khỏe, nhắc nhở học tập, lo cho miếng cơm, giấc ngủ, v.v. Như vậy, gia đình là cộng đồng chăm sóc cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển. Và đồng thời, khi sống trong cộng đồng thì chúng ta có rất nhiều mối quan hệ cần phải giải quyết, có những cái mâu thuẫn, có những cái nhu cầu và có những cái lợi ích, có những cái nghĩa vụ, thì chỉ có cộng đồng mới giúp con người chúng ta giải quyết được cả cái mối quan hệ đó. Cộng đồng giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ. Ví dụ, ngay hiện tại trong thời gian này, đó là có dịch Covid-19, thì Đảng và Nhà nước ta đang giúp người dân phòng chống dịch Covid một cách hiệu quả nhất. Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. Khi một cá nhân sống trong cộng đồng, lành mạnh, mình làm những cái việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng, thì làm cho cộng đồng ngày càng tốt hơn. Còn nếu một cá nhân mà làm những cái điều sai trái thì nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng. Do đó, bản thân mỗi người phải luôn tự cố gắng vươn lên để làm những cái việc có ích cho xã hội. Và cộng đồng có cái vai trò to lớn đối với cá nhân như vậy. Vậy thì cá nhân cần phải làm gì đối với cộng đồng? Chúng sang phần 2 nhỏ. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. Em hãy giải thích nghĩa của các câu tục ngữ sau. Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Thì đối với cái câu thương người như thể thương thân, tức là thương bản thân mọi người giống như thương chính bản thân mình. Chăm sóc cho mọi người cũng giống như là chăm sóc cho bản thân mình. Và mỗi một con người thì ai cũng là thương bản thân mình rất là nhiều. Và thương mọi người cũng như vậy. Đó là một cái tình cảm mà mọi người xã hội mong muốn, là có người ta thương người khác như yêu thương mình. Lá lành đùm lá rách, nghĩa là trong lúc khó khăn, trở ngại, người có điều kiện hơn thì phải biết giúp đỡ, đùm bọc, yêu thương những người khó khăn hơn mình. Các em xem hình ảnh sau và cho cô biết là những cái hình ảnh trên nói lên điều gì. Hình ảnh 1, đó là giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là thanh niên tình nguyện giúp đỡ những người già neo đơn, người không nơi nương tựa. Hình ảnh thứ 2, đó là phát gạo cho người nghèo tại Huế. Tức là đây là cùng cái việc làm giúp đỡ người nghèo. Và những cái việc làm này làm cho những cái người mà được giúp đỡ họ cảm thấy là cuộc sống có được sự an ủi, động viên, khích lệ. Và những cái việc làm trên cũng thể hiện cái lòng yêu thương con người. Và lòng yêu thương con người đó chính là nhân nghĩa. A nhỏ, nhân nghĩa là gì? Ý thứ nhất, thế nào là nhân nghĩa? Thì qua sự phân tích của cô cũng giống như qua sự hiểu biết, thì em nào có thể cho cô biết là nhân nghĩa là gì? Nhân nghĩa là lòng yêu thương và đối xử với người theo lẽ phải. Các em xem hai cái hình ảnh sau. Việc làm thứ nhất đó là hiến máu nhân đạo. Việc làm thứ hai là giúp đỡ người tàn tật. Thì cái việc làm mà hiến máu nhân đạo, thì khi mà họ hiến máu xong thì họ cảm thấy mặc dù là mệt nhưng mà họ cảm thấy rất là vui. Vui ở cái chỗ là họ đã giúp đỡ những cái người mà khi mà họ cần máu, làm cho người khác
có thêm sức khỏe. Hành vi thứ hai đó là hành vi giúp đỡ người tàn tật. Khi mà mình giúp đỡ người tàn tật thì mình cảm thấy rất là vui, tại vì mình đã giúp đỡ được người khác. Và đồng thời, người tàn tật họ rất khó khăn trong việc đi lại mà mình giúp đỡ họ, thì họ có thêm cái nguồn động lực, động viên để mà tiếp tục cuộc sống, và đồng thời họ sẽ sống có ích cho xã hội. Và đó cũng chính là ý nghĩa của nhân. Ý nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, giúp con người thêm yêu cuộc sống, thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Và đồng thời nhân nghĩa cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhân nghĩa có những cái biểu hiện nào? Biểu hiện thứ nhất đó là lòng yêu thương, nhân ái. Biểu hiện thứ hai đó là nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhau. Biểu hiện thứ ba là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Và biểu hiện thứ tư đó là vì tha, bao dung độ lượng. Thì mỗi con người cần phải có cái lòng yêu thương giữa con người với con người, phải nhường nhịn, không giành giật, và luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Và trong cuộc sống, người ta thường có câu rằng là nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc sai sót. Và khi sai sót thì mình phải có cái lòng vị tha đối với người khác, mình có sự bao dung độ lượng và giúp đỡ người khác sửa những cái khuyết điểm sai lầm của mình. Là một sinh trung học phổ thông, các em cần làm gì để phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc? Các em theo dõi tình huống sau. Thảo năm nay học cấp 3. Thảo luôn chăm ngoan học tập. Lúc rảnh rỗi, Thảo làm những việc phụ giúp gia đình. Gần nhà Thảo có bà Thu là người neo đơn. Thảo thường xuyên sang giúp đỡ bà Thu. Hôm ấy, bà Thu, mẹ của Thảo ốm. Thảo ở nhà chăm sóc mẹ. Thảo nhờ Đang là bạn mình sang chăm sóc bà Thu. Nhưng Đang đã từ chối và cho rằng việc này không phải là trách nhiệm của mình. Hỏi: Cô một, em còn nhận xét gì về Thảo và Đang? Câu 2, qua tình huống trên em rút ra được trách nhiệm gì? Thì trước hết trả lời câu 1, đó là em có nhận xét gì về Thảo và Đang? Thì chúng ta thấy Thảo là một con người là siêng năng học tập, biết nghe lời ba mẹ, giúp đỡ ba mẹ, và Thảo rất là yêu thương ba mẹ. Đồng thời Thảo quan tâm những người xung quanh, giúp đỡ những người xung quanh. Còn đối với Đang, Đang có lối sống ích kỷ, không quan tâm đến những người xung quanh. Và đối với Đang thì chúng ta phê phán Đang, còn Thảo thì chúng ta khen người Thảo và học hỏi theo Thảo. Và qua tình huống trên thì chúng ta rút ra được cái trách nhiệm, đó là chúng ta sống trong gia đình thì chúng ta phải biết nghe lời ông bà cha mẹ. Chúng ta phải biết nghe lời anh chị em trong gia đình để cho gia đình mình ngày càng đầm ấm yên vui. Và đồng thời chúng ta sống trong cộng đồng thì chúng ta phải biết quan tâm những người xung quanh, quan tâm những người hàng xóm láng giềng mình, và giúp đỡ những người khác để cho họ có thêm niềm vui, động lực trong cuộc sống. Trách nhiệm thứ nhất đó là kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Trách nhiệm thứ hai là biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn mọi người xung quanh. Các em xem cả cái hình ảnh sau. Hình ảnh một đó là quan tâm giúp đỡ người khác. Mặc dù một cái em bé rất là nhỏ thôi, nhưng mà thấy người tàn tật khi họ xuống một cái đường không được thì em này đã đến và giúp đỡ ông này. Chúng ta thấy một cái tình cảm thật là trân trọng, cao quý, mặc dù rất là con, rất là nhỏ tuổi. Hình ảnh thứ 32 đó là hình hành vi cứu người. Khi cái anh này bị tai nạn, bị nằm xuống đó thì rất là nhiều người bằng cái sự giúp yêu thương thì họ đã giúp đỡ cái người này. Hình ảnh thứ 3 đó là ủng hộ đồng bào bão lụt. Khi mà có bão lụt, hàng hạn khó khăn thì mọi người trong xã hội
trong cộng đồng đều chung tay giúp đỡ người khác. Và chính cái sự giúp đỡ này thì làm cho cái tình cảm giữa con người với con người thì ngày càng được nâng cao lên, và đồng thời cũng giúp con người vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh hiến máu nhân đạo. Hiến máu nhân đạo là một cái nghĩa cử cao đẹp, là một cái hành vi mà cứu người khác. Và trách nhiệm thứ ba đó là cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ người khi gặp khó khăn hoàn nạn, tích cực tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo cho trường, lớp, tổ chức. Khi những người cần có sự giúp đỡ khi họ khó khăn hoàn nạn thì chúng ta luôn chia sẻ, cảm thông với họ và giúp đỡ họ. Tích cực tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo do trường lớp tổ chức. Phần này thì chúng ta đã từng làm, ví dụ như là chúng ta đã góp áo quần, sách vở, những cái vật dụng trong gia đình cũng giống như đồng tiền, tích tình yêu thương gửi đến những cái người nghèo, những cái bạn học sinh ở có hoàn cảnh khó khăn ở A Lưới cũng giống như ở Nam Đông. Hoặc là các em có làm cái công việc đó là đi dân hương ở nghĩa trang liệt sĩ v.v. Đó là những cái việc làm rất là đáng khen của học sinh. Trách nhiệm thứ tư đó là kính trọng và biết ơn các anh hùng dân tộc, tôn trọng và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đất nước ta trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì rất nhiều người đã hy sinh vì lợi ích của dân tộc. Họ ngã xuống để cho đất nước ngày hôm nay được độc lập tự do, các em có cuộc sống cơm no, áo ấm, hòa bình, thì chúng ta phải biết ơn những người này. Đồng thời chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Khi đối với dân tộc Việt Nam thì chúng ta có những cái truyền thống, rất nhiều truyền thống quý báu, ví dụ như truyền thống yêu nước, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, truyền thống tôn sư trọng đạo v.v. Khi chúng ta giữ gìn cả cái truyền thống đó thì làm cho nền văn hóa của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu xong phần 1 cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người, và mục 1 của phần 2 đó là phần nhân nghĩa. Bây giờ chúng ta vào phần củng cố. Câu 1. Toàn thể những người cùng sống có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội được gọi là A. Cộng đồng, B. Mọi người, C. Dân cư, D. Hàng xóm. Toàn thể những người cùng sống có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong quan hệ xã hội được gọi là cộng đồng. Đây là khái niệm cộng đồng. Như vậy phương án A là phương án trả lời đúng. Câu 2. Nhân nghĩa là lòng yêu thương và đối xử với người A theo nguyên tắc, B theo lẽ phải, C theo tình cảm và D theo trường hợp. Thì theo cái khái niệm nhân nghĩa là lòng yêu thương và đối xử với con người theo lẽ phải, như vậy phương án B là phương án trả lời đúng. Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây không phải là nhân nghĩa? A. Lòng thương người, B. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, C. Chỉ giúp đỡ người khi có lời cho mình, D. Nhường nhịn người khác. Thì trong phương án A, phương án C và phương án D, những phương án này đều là thể hiện của nhân nghĩa. Chỉ có phương án C, trong 4 phương án A, phương án B, phương án D là biểu hiện của nhân nghĩa. Chỉ có phương án C là thể hiện cái sự ích kỷ hẹp hòi, do đó nó không phải là biểu hiện của nhân nghĩa. Như vậy phương án C là câu trả lời đúng. Các em về nhà học bài,
và làm bài tập 1, 2, trang 94. Đọc phần nội dung còn lại của bài. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.